phong ba, hạnh phúc vẫn ở quanh ta. Vững tin yêu, bao nhiêu hy vọng mãi xanh. Trời mây dẫu có bao la, hạnh phúc vẫn mãi bên ta. Sẽ có lúc tự hỏi, ai thì ra hạnh phúc có mang màu xanh. Sẽ có lúc tự hỏi, thì ra hạnh phúc có mang màu xanh. Bám víu khán giả trở lại, ví dụ như ở Hai Người Vợ cũng là một nhân vật phản diện rất là khó ưa, nhưng nó có cái lý do là vì nó yêu thằng này quá. Và em có cái khoảng thời gian để em giải thích cho khán giả hiểu được rằng là vì em quá yêu cái nhân vật Khải đi, cho nên là sau này em bị cái ích kỷ của tình yêu mà nó làm cho em như vậy. Mà cơ bản vai Thảo của bên Hai Người Vợ cũng là một cái vai mà nạn nhân của tình yêu thôi. Dạ, thì em có cái điểm để em gỡ lại, nhưng mà qua tới Luật Trời thì bà cũng là một cái người mà cũng đi tìm một cái tình yêu đích thực cho mình, và bà bị ngộ nhận cái tình yêu đó, và bà cứ bám víu vào một cái câu chuyện tình chỉ đơn phương một mình thôi mà không biết, thì đâm ra là làm những cái điều rất là sai. Có một cái là anh thấy vậy nè, khi mà em, mọi người nhận xét vậy đó, em diễn em hết đắm đuối thì sao? Có nghĩa em dành hết năng lượng cho việc đóng phim à? Có thể nói như vậy. Vì em có một, em thấy là diễn viên á, thì ai mà đã chọn cái con đường này, đã chọn cái nghiệp này thì họ cũng, mọi người đều giống như em thôi. Chỉ có điều là có cái sự may mắn ở người nào nó nhiều hơn. Tại vì em thấy cái nghề này ngoài tài năng nó còn phải có cái sự may mắn, chị có đồng ý vậy đúng không? Dạ, thì em nghĩ có lẽ là do em may mắn. Em may mắn rất là nhiều. Từ những cái ngày em lên phim trường, nó có thêm cái sự may mắn. Cái may mắn đầu tiên của em là em được có cơ hội để em thể hiện nhiều cái tính cách khác nhau. Nó mang tới cho em rất là nhiều cái sự trải nghiệm. Cái nghề diễn viên á, nó hay ở cái chỗ đó. Tức là có thể chị làm một cái nghề khác, ví dụ như văn phòng đi, chị sẽ không biết, chị sẽ không nhìn được những cái người con giáp thứ 13 nó là thể hiện như thế nào, hoặc là một bà mẹ áp đặt con cái nó thể hiện như thế nào. Nhưng với người diễn viên, họ được cái sự trải nghiệm đó và họ được thể hiện cái điều đó. Thì đó là cái may mắn của người diễn viên. Thì cái may mắn của em đó là được thể hiện nhiều. Cái may mắn thứ hai là khi em làm việc á, em được mọi người chỉ em rất là nhiều. Từ cái ngày đầu tiên em chập chững bước lên phim trường, ngày đầu tiên em bước lên phim trường em bỡ ngỡ lắm. Lúc đó em chỉ có đi quay ca nhạc, đi qua đi lại, lượn qua lượn lại trước ống kính đẹp thôi. Lúc đó còn đẹp, cho nên là sorry nha, chị hỏi chị cắt ngang cái chỗ này tí, là em đến với nghề cái bước đẹp đầu thuận lợi em không? Em đến với nghề là từ đâu, cơ duyên nào? Lúc đó là em học lớp 12 thì trường em là có tổ chức thi sắc phục dân tộc dành cho ngày giỗ tổ Hùng Vương. Tại vì em học trường Hùng Vương thì lớp 10 em đã được tham gia cuộc thi đó. Tại vì lúc đó em là bí thư của lớp. Đó, thì những hoạt động trong lớp thì em tham gia, mà cơ bản là em lúc đó là thuộc dạng cao, cho nên là em tham gia những cuộc thi về nhan sắc. Đó, thì lớp 10 là em được giải nhất. Trời, giải nhất cho cái cuộc thi. Thì anh nói là hoa hậu luôn đó, hoa khôi. Tức là mình cải trang, mình hóa trang thành 54. Ồ, phải không ta, em nói nhiều khi em nói 7, 54 được đọc không? Đúng rồi. Hoa hậu Hùng Vương. Dạ. Không phải. Hoa khôi của cái cuộc thi đó. Thì tới lớp 12 em cũng được tham gia. Nhưng mà lớp 12 thì không có giải. Nhưng mà lúc đó thì mình được đại diện làm một trong 5 người trong tham gia cuộc thi đó ở trong trường để lên thắp nhang bằng thờ tổ. Thì lúc đó là báo mực tím có về trường để mà làm phóng sự. Thì lúc đó là chú Tâm Thanh, Nam Thanh, Nam Thanh, dạ, phó tổng biên tập của báo thì có về trường để chụp hình. Thì em được lên trang bìa cái số báo tuần đó cho cái kỷ niệm giỗ tổ Hùng Vương. Đó, thì chú mới có liên hệ lại, chú nói, chú hỏi là có muốn làm người mẫu hay không. Thì em nói thiệt á nha, em vô nghề nó cũng có những cái rất là mắc cười. Ngày xưa là em thích học sư phạm. Là em rất là thương cô giáo của em. Cô giáo năm học lớp 9, em rất là thương. Em muốn làm cô giáo để em biết được là về nhà cô giáo của em sinh hoạt làm sao, ăn cơm làm sao, uống làm sao, ngủ làm sao, tắm làm sao. Nên là em muốn làm cô giáo là vậy. Ghê ta. Đến khi mà em hỏi em là có muốn làm người mẫu hay không, thì em cũng lại nghĩ là người mẫu đi diễn xong về nhà có ăn cơm giống mình không. Tức là lúc đó là lớp 12 này nó rất là ngây ngô. Em nghĩ như vậy đó, thì em mới nói với mẹ là em rất là thích. Đó, thì từ đó mà em đi diễn mỗi tháng cho báo, diễn những cái báo cáo, bộ sưu tập của báo á. Thì mà em nhớ là mỗi một lần diễn vậy là được cách xê là một bộ đồ. Rồi sau đó em được diễn một cái chương trình lớn hơn, đó là Bay Đến Ước Mơ. Đó là được 150.000 tiền cách xê. Là lúc đó cái tâm lý của em là em đem ngay cái phong bì đó về cho mẹ em. Tại vì
biết kiếm tiền từ lúc đi học. Đúng rồi, mẹ em là không có, em không có ba mà, cho nên là có một mình mẹ, mà mẹ làm công nhân thì rất là cực. Nên lúc đó là em chỉ nghĩ là mình, mình đã là trụ cột của gia đình, đi làm kiếm tiền rồi. Thế là bà đâu có đi học. Đi xô. Bà đậu vô đại học sư phạm xong bà vô, bà chỉ kịp nhận lớp, nhận trường rồi này nọ thôi, rồi bà nhận thầu có biểu rồi bà nghỉ luôn. Bà không đi học nữa và bà đi quay minh họa karaoke được 300 ngàn một ngày. Wow. Đó lúc đó là bà nhiều đó. Chưa có tiền mua điện thoại luôn. Mà em có một cái tính là em muốn xin tiền mẹ. Em muốn cái gì là em để dành. Tự lập, em tự đó. Lập từ nhỏ. Thì cho nên là cứ vậy đó, cứ mỗi một ngày mình quay karaoke là được 300 ngàn. Lúc đó là em quay cho bên Á Châu. Đó thì sau đó thì lên được 1 triệu. Và cái bộ phim lần đầu em tham gia đó là phim Công ty Thời Trang. Vai bé ba có anh mà Minh rồi kia đó, dạ, đúng không? Rồi cũng đoạn trường lắm, nếu mà có thời gian thôi em kể luôn. Là mời em không phải là mời vai bé ba, lúc đó là em đi quay minh họa cho nhóm The Win. Đó thì quay chung rất với lại nghệ sĩ Nguyễn Châu. Thì chú Nguyễn Châu rất mẹ em đưa em đi thì mẹ em rất là đẹp. Chú Nguyễn Châu rất là thích mẹ. Ôi bác ơi, bác phải coi cuốn này đi bác à. Xong rồi chú hỏi thích đi đóng phim không? Dạ. Nói với mẹ mà, nói với em. Nói với em. Dạ thích. Rồi thế là lúc đó là chú đang làm phim Công ty Thời Trang cho chú Đinh Đức Liêm, thì chú mới gọi cho anh chú Thiện. Thì mới nói là có con nhỏ này diễn cũng được lắm, đẹp lắm, hỏi coi bên đó còn dài. Nhờ bác đó bác. Đó thì cái vai đầu tiên em nhận là vai thứ 9 lận. Ôi. Trong khi đó là vai của cái sau này cái cô nào cũng đóng em quên anh, rồi. Anh có nhớ, anh có nhớ. Nhưng dạ. mà là mọi cô, người sẽ lục cô lại người mẫu á, em quên rồi. Đóng cái vai người mẫu luôn. Thì em mới trời ơi thích dữ thùm. Dữ thứ chính luôn. Thích dữ lắm. Xong lên ký hợp đồng rồi nhận tiền tiền ứng luôn này nọ xong. Thế về nhà suy nghĩ chết cha rồi. Mình chưa đóng phim bao giờ hết. Mà bây giờ mình làm cái vai này nó lớn quá, làm sao mà mình ấy được. Thì cũng hên là lúc đó trời xui đất khiến sao chú Đinh Đức Liêm gọi lên. Chú Đinh Đức Liêm có cái suy nghĩ là chú sẽ cho em xuống một cái vai thấp hơn. Đó là vai bé ba em của chị Trương Ngọc Ánh. Em đồng ý liền. Tại vì em rất là sợ mình không làm được. Mà em đồng ý liền, chứ mình lúc đó cũng không suy nghĩ gì. Chứ như bây giờ mà kêu mà trả vai lớn. Trả vai lớn. Vai chính tôi mới đóng. Lúc đó mình suy nghĩ lại liền. Xong rồi cái em đồng ý thì em đóng vai bé ba. Và cũng may là bé ba nó vừa tầm với em. Nó có một cái cảnh gọi là cảnh khóc ở ngoài, ôm góc dừa khóc. Thôi thôi quay ở Củ Chi. Em không khóc được. Nửa ngày. Trời ơi thiệt cái chị. Mà em nói chị nghe, ngày xưa đi quay karaoke á, mọi người thì quay ở biển, ở núi, ở đồi, không ai dòm hết á. Còn bây giờ mà mình đi quay phim, mà phim này nó thể hiện những cái gì của đời sống của mọi người. Đứng ở góc giường mà tao nói 1000 người đứng như nè. Tại lúc đó là trong cái phim nó nhiều diễn viên nổi tiếng lắm. Em nói trời chết rồi, bây giờ làm sao, trời sao mà khóc đây. Mà lúc đó em nghĩ nếu mà giọt nước mắt em rớt ra là do em sợ quá. Em sợ quá mà em khóc chứ không gì hết trơn á. Trời ơi, em áp lực vô cùng. Mà em nói thiệt, lúc đó đi quay ngày nào cũng bị chửi. Em nói nghe, ở nhà học thoại giỏi lắm, học một cái là thuộc liền. Nên chưa quên hết. Lên quên hết. Sợ quá quên. Sợ quá quên rồi, cứ thế là bị chửi. Cái trong đầu nghĩ là, ủa sao mọi người ăn hiếp tôi vậy? Ở nhà tôi không ai chửi tôi hết trơn, ba má tôi sanh ra không ai chửi tôi, mà tại sao bây giờ tôi đi làm. Rồi lúc đó ôm góc giường khóc được không? Trời anh ơi, em nói thiệt với anh, em khóc cái trận đó xong về nhà em khóc nữa. Em tức, em nói là em muốn bỏ nghề, em nói trời bỏ nghề, bà chưa làm được nghề nha. Bà vẫn chưa làm được nghề mà bà đòi bỏ nghề rồi. Về khóc cái ấm ức mà không dám nói cho mẹ, tại em sợ mẹ buồn. Cái em có một cái rất là ngộ, đó là em hay nói chuyện tâm linh với ba em lắm. Anh em cứ ngồi trước bàn thờ mà em khóc, cái em nói là trời bây giờ con sao mà ai cũng la con hết, bây giờ con biết phải làm sao. Cái nguyên một đêm đó mình cứ cái suy nghĩ đó nó cứ chạy ở trong đầu. Mà em nghĩ chắc là một phần là ba em gỡ bỏ được cho em những áp lực và tổ chọn em. Cho nên là qua sáng hôm sau cái bà như một con người bình thường. Và bà nghĩ trong đầu là mình phải trả thù những con người này. Ép từ khóc. Ai mà chửi tôi ngày hôm nay, ai mà coi thường tôi ngày hôm nay, thì 5 năm hay 10 năm sau tôi cũng sẽ làm được. Và chắc chắn mọi người sẽ phải thay đổi suy nghĩ về Ngọc Lan. Thậm chí lúc đó là em nhớ em quay chung với lại có chị Ngọc Lan sao lớn á. Có chị Ngọc Lan lớn đóng trong phim. Thì mọi người mà em nghĩ mọi người làm điều đó là đúng. Là bởi vì mọi người kêu em phải đổi tên đi chứ, để em thôi trùng tên nghệ danh. Không. Trời ơi. Mặt vậy luôn hả? Em chỉ sợ. Tại vì á,
mẹ em đặt tên Ngọc Lan là bởi vì ngày xưa ba là hay hái hoa Ngọc Lan tặng cho mẹ. Oh, cho nên là mẹ đặt tên Ngọc Lan đó. Cho nên là kêu em đổi tên đúng không? Xong rồi cái đó, từ những cái mà suy nghĩ rất là trẻ con, những cái hận thù rất là trẻ con mà em quyết tâm em phải làm được. Và rõ ràng khi mà sau này em gặp lại chú Đinh Đức Liêm ở cái bộ phim sau công ty thời trang là bộ phim Thẩm Mỹ Viện, thì chú có cái nhìn khác đi, nhưng chú cũng chưa nói. Chú cũng chưa nói đâu, nhưng mà qua tới cái phim Bờ Bến Lạ thì lúc đó em chỉ đóng có 12 tập đầu thôi, là lúc đó nhân vật của em qua đời, là những đứa con nó sẽ lớn lên là giai đoạn sau, thì chú có nói với em một câu là con thay đổi nhiều lắm. Ngôi sao là đây đúng không? Chú có nói vậy. Lúc đó là chú thể hiện một cái gọi là có cái sự tôn trọng mình nè, rồi cái sự ghi nhận những cái mà mình đã làm được trong mấy năm vừa qua, thì mình cảm thấy mình tự hào vô cùng luôn. Và em cảm thấy là cũng hên quá, ngày xưa hận thù tào lao mà bây giờ cũng làm nên cơm nên cháo. Hồi xưa bà có hận gì tôi không vậy? Em có hận gì chị hết chứ? Nghe bà nói hồi đó em qua em chở bà đi gì đúng không? Nhưng nhiều khi cũng có hận thù. Bà nói là hồi đó đi diễn gì, em có chạy xe SH qua em chở bà đi diễn gì? Phương Phù Sa lâu lắm rồi. Cái đó là trước hay sau công ty thời trang ta? Sau chị. Sau công ty thời trang là em quay đầu tiên luôn. Dạ. Qua tới cái Hương Phù Sa thì hai đứa già chút xíu à, mình chở nhau đi đường xa. Trời ơi. Em thôi chuyện đó không kể đâu. Tại sao kể YouTube của tôi? Ủa tôi của tôi, hai cô kia, hai cô gái. Một chút nữa cắt máy em mới kể. Rồi bây giờ để tiếp tục đang hưng phấn nha, Ngọc Lan đang chia sẻ, chúng ta chơi một game nữa. Nữa ha. Có rượu nè, game này. Anh có diễn đâu không? Không diễn. Thiệt luôn đó tôi. Mọi người, mình là mời lộn khách mời rồi. Tôi mời lộn khách mời rồi. Tôi giận quá. Bây giờ cái game này anh phải bịt mắt em lại để cho em nếm thử mùi vị của hạnh phúc. Nhẹ nhẹ cho em chuốt lông mi cũng cực lắm anh. Ok. Hồi nãy em đã nói nhiều cái sắc màu, những cung bậc cảm xúc của hạnh phúc. Rồi bây giờ anh sẽ nói về cái vị của hạnh phúc nha. Nếm thử nha. Đây là cái khăn quàng của con anh á. Có một cái đĩa menu thức uống nhẹ nhẹ, đủ thứ mùi vị đắng, cay, mặn, ngọt, chua, 5 vị cơ bản. Anh biết là còn những vị khác Lan hay thích uống nữa. Lan sẽ mò bóc đại một ly và uống, sau đó mình nói chuyện tiếp. Dạ, bartender trên chỗ em xuống đây. Cái tay em đây. Yên tâm đi Lan, thì Lan cân hết. Cái gì vậy? Em có thể sờ một vòng, có 5 ly. Đó. Ly nào nó cũng bé bé đó. Đó. Xinh xinh bé bé. Đó, anh nghĩ ly đó hợp với em đó. Đúng rồi. Ly đó đi. Ly no, đừng có quá, đừng. 3 4 5 đó. Mấy cái có cái chanh đựng cái cocktail đựng đụng vô em. Đó đó, cái ngón trỏ đó, cái ngón trỏ anh thích kêu. Thì đó đi Lan, đúng rồi. Em là cái gì mà ai thử thách em hay làm đó, em phải làm cho bằng được á. Đúng biết rồi đó, hay quá. Từ từ cầm hửi đồ cái đã nhẹ nhàng. Đừng nói là gì nha, hửi trước. Đó, hửi nhẹ nhẹ đó. Vô. Thưa quý vị. Với Ngọc Lan cũng biết là Ngọc Lan, giống Ngọc Lan nói là Lan thích người ta thử gì mình sẽ làm cái đó. Một người diễn viên, một người phụ nữ cá tính rất là mạnh và rất là nhiều cái đam mê cháy bỏng nhiệt huyết. Và một cô gái dám nghĩ, dám làm, dám nhậu, rất dám thương mẹ, rất thương con. Đúng không? Dám nghĩ, dám làm, dám nhậu, dám xỉn. Sau khi uống xong mà mình sẽ nói về cái đó là cái gì nha. Tùy em muốn hết cũng được, em muốn nửa, em muốn nhấp môn cũng được. Trời ơi, đó. Trời ơi. Sao một khách mời anh không nói được, giờ tới em là người bóc trúng cái ly này. Trời ơi. Thấy nó làm sao, thấy nó làm sao. Trưa mà chúng ta uống rượu được không mọi người ơi. Trời đó. Cảm nhận đi nào. Ngon đó nha, xịn đó. Anh đã tuyển rất là nhiều cái loại rượu, loại thức uống, loại trái cây ngon của đó, Sài Gòn mình. Em thì không có rành về rượu. Tại vì cũng không có phải là người uống giỏi. Cái nào mà em cảm thấy em uống mà em không xỉn thì đối với em nó là ngon. Nhưng có thể là với mọi người là nó không ngon. Vậy nhưng mà chúng ta chiêm ngưỡng luôn nha. Chiêm ngưỡng, nhưng mà để coi Lan, thử thách Lan với cái ly này Lan làm cái gì. Có thể nói nãy Lan là cũng là 1/2 rồi đó em. Bây giờ sao? Nó nóng rồi mọi người, nó nóng. Để cho câu chuyện mình hưng phấn lên đi. Nó hừng hừng rồi. Nó chút cay nồng. Tê. Tê ở cái lưỡi. Nhưng mà nó lại ngọt nhẹ. Đúng rồi, nó có cái hậu ngọt. Và nó làm mình ấm lòng mọi người ạ. Vì là rượu xịn cho nên bây giờ em xử lý cái ly này như thế nào. Em có thể quyền trợ giúp nhờ chị Phượng. Còn hai bà xỉn cái tôi dẫn mình đi trong bên dưới. Tức là em là phải uống hết cái ly này hả? Đúng rồi, khách mời nào cũng bóp cái ly nào là sẽ uống hết. Hoặc sao tùy cái đó, tùy nếu em. Em có quyền lựa chọn. Có một cái sự trợ giúp nhỏ nhỏ. Tức là nếu như mà em không uống hết cái ly này thì em sẽ phải kể một câu chuyện nào đó mà nó gắn với cái sự cay nồng, cái vị của cái rượu mà khi mà em nhấp cái rượu đó thì em liên tưởng đến cái cảm xúc gì.
nó cũng là một cái màu hạnh phúc đó Lan. Bắt đầu ngồi tới mình chưa bắt sao đâu, nhấp nhô chẳng qua những cây đắng ngọt bùi gõ đó gõ uống cái này mới nhớ tới cái phim Kiều Nữ và Đại Gia. Đó là một cái phim mà thời đó thì không có bị hạn chế về rượu bia ở trên truyền hình, truyền hình, cho nên là phim đó là uống thiệt luôn, coi như là quá trời quá đất luôn, là uống dữ lắm uống, mà em thì không có biết uống. Cho nên thế là một ngày đẹp trời em đã nói là em không biết uống, không ai tin, không ai tin em cả. Mọi người lấy ra cho em uống thiệt, tại vì quay mấy cái tài được tài trợ nữa, cho nên là đâu có sợ tốn tiền đâu, cứ đem ra uống. Rồi thế là bà uống xong bà lật ngang bà ngủ luôn, khỏi quay luôn. Thế là từ đó về sau là mọi người biết là em không đúng, mọi người đúng hiểu đúng là em không có nạp được cồn ở trong người, cho nên là mọi người pha bắt đầu làm nó mới có những cái câu chuyện. Không phải loãng đâu anh, chế đó anh. Ví dụ như rượu mà rượu vang đỏ đỏ đúng không? Thì sẽ lấy là nước ngọt nè. Trời. Coca đó bỏ vô rồi pha tùm lum la cho. Còn mạnh hơn nữa. Không cho ra cái màu. Không phải, không hề có miếng cồn nào, không là lấy những cái nước trái cây, nước dạ, ngọt rồi bỏ vô để rồi còn bia là lấy trà đá nha. Trà đá, nhưng mà ngộ cái đặc biệt mọi người bây giờ coi lại cái phim đó mọi người sẽ thấy là những cái ly bia mà của các cô kiều nữ uống là không có bọt. Không có bọt, đúng. Là toàn là nước trà thôi. Là uống cái đó thì nó không bị đau bụng, chứ mà những cái cảnh mà uống rượu á là phải pha tùm lum la nó mới ra được cái màu rượu. Là về làm ôm toilet không, là tại vì nó tùm lum la đồ trong đó, đường trên đường dưới vậy đi hết, kinh khủng lắm. Thì nó thà là uống rượu thì còn hơn là uống màu đạo cụ. Dạ đúng rồi, cho nên là em nói bây giờ quyết tâm em phải biết uống để mà không có làm mất lòng mất lòng cái thiết kế. Bây giờ là Ngọc Lan sẽ quyết tâm, tại vì thử thách này em nói em chơi rồi đó, giờ sao thì em cầm. Nãy mọi người nói là em là cái này mà nặng, cái này đưa cho em là hơi bị nặng, tại vì tí em còn phải lái xe. Cho nên rằng là hả, cho trợ lý đi, mình uống một chút xíu để mình biết, để mình tham gia chương trình thôi, mình còn phải giữ cái nồng độ cồn của mình ở mức thấp nhất, nó phù hợp với là luật pháp của Việt Nam. Cho nên là chứ mà em uống hết cái ly này em ra công an đứng kia là chết em luôn. Trợ lý Dũng ngồi cái bên kia đây. Cảm ơn sếp. Anh còn ở đây nguyên ngày mà đúng không? Tới tối mà đúng không? Ngon nha. Không mà cái này ngon nha anh. Nó giống như là kiểu như là sao ta, chắc đây nhồi, tức là cái hơi mùi khói á. Em không biết đâu, anh đừng nói. Chỉ biết là nó có vị cay nồng và hồng ngọt. Dạ, cái hậu nó ngọt, nó làm mình ấm, ấm cơ thể. Có nghĩa là có cái cảm xúc gì mà nó liên quan đến cái hậu, cái cảm giác nồng, đắng, cay, nhưng mà sau đó lại ấm lòng. Ấm lòng tí. Cái đó nó chỉ là, đối với em á, cái hậu mà ấm nồng như vậy, ấm lòng làm cho mình ấm lòng như vậy á, đó là tình cảm của khán giả. Một phần là tình cảm của khán giả, một phần là tình cảm của những người đứng đằng sau ống kính. Tại vì khi mà diễn viên á, họ đi quay á, cái mang về được cho họ nhiều nhất không phải là cái thành công ở vai diễn, mà cái thành công ở đây á, nó là có được cái tình cảm của khán giả dành cho mình. Khán giả hiểu được những gì mà mình muốn truyền đạt cho khán giả biết, đó là cái sự thành công của mình. Chứ còn mà hay diễn hay á, thì thật sự ra ai cũng diễn cũng hay hết. Đối với em, tại vì em học của anh một chút, em học ở sự nhanh nhạy của anh một chút, học ở anh cái đài từ, tại vì anh là rất là giỏi về MC, thì cho nên em học được cái đó. Em học được chị Phượng ở cái lanh lẹ đó, tức là mỗi một người em học được một chút. Và cho nên là đối với em thì diễn viên ai diễn cũng hay, đã làm nghề này thì ai cũng muốn làm cho tốt, chứ không phải là một mình em. Còn cái quan trọng là mình có cái may mắn để mà cái sự thể hiện của mình khán giả có hiểu hay không. Và khi khán giả hiểu thì khán giả sẽ thương, và mình giữ được tình cảm của khán giả dành cho mình đi suốt 17 năm. Đối với em là 17 năm rồi. Thì đó là cái thành công trong sự nghiệp. Đó là một cái ấm lòng mỗi khi mà có những lúc em mệt mỏi, em cũng cảm thấy là bị bất mãn. Có một số cái sự việc diễn ra trong suốt thời gian mình làm nghề, mình cũng có một số cái bất mãn, bức xúc một tí, bức xúc. Rồi cũng có một số cái mình cảm thấy mình không làm được, mình cũng muốn ngừng lại, mình cảm thấy là mình không hợp. Nhưng chính vì cái sự yêu thương của khán giả dành cho mình, cái sự mong chờ những cái tác phẩm mới của khán giả, thì nó làm cho mình ấm lòng, và nó nung nấu lại cho em một cái ngọn lửa của nghề. Rồi bên cạnh đó thì đấy, đằng sau ống kính là những con người chàng trai miệt mài, những chàng trai, và thậm chí có những người quay phim là nữ. Đó, thì họ rất là cực khổ, họ cực hơn diễn viên tụi mình rất là nhiều luôn. Và nhất là cái phim Trói Buộc Yêu Thương vừa rồi em quay, anh biết là, em không biết anh có để ý hay không, chứ từng cái bạn mà focus máy á, đó là những bạn phụ máy, các bạn để ý từng cái sợi tóc của mình bung ra là các bạn cũng không chịu. Các bạn phải
làm cách nào đó, một là kêu hóa trang ra chỉnh lại cho mình, còn không kịp là các bạn sẽ chỉnh, các bạn sẽ tự chỉnh cho mình. Và nếu như mà mình các bạn mà quý mình hơn nữa thì các bạn sẽ nói là chị, góc mặt của chị thích tới đây thôi là đẹp đó, còn đừng có qua bên này. Còn hoặc là khi mà mình diễn xong, các bạn có những cái lời góp ý với mình rất là chân thành, thì đó là cái sự cống hiến của những người đằng sau ống kính, là những cái mà làm cho mình cảm thấy là cho dù là ở trên phim trường mình có những cái va chạm với bạn diễn hoặc là va chạm với cấp trên chẳng hạn, thì mình cũng có được một cái sự ấm áp từ những cái người mà họ có những cái vị trí mà nó không có được cao nhưng họ lại hết lòng với nghề, thì làm cho mình cảm thấy là ô, mình đang ở một cái vị trí như vậy, mình được khán giả yêu thương mình như vậy mà mình làm việc còn không bằng họ nữa, thì rõ ràng là mình quá dở. Cho nên là chính vì những cái sự hy sinh của họ, những cái cộng hưởng của họ mà làm cho em cảm thấy em ấm áp vô cùng. Và cái màu hạnh phúc của Ngọc Lan đó là được sống hết mình với những vai diễn. Và anh biết em còn làm MC, em còn lấn sân làm ca sĩ nữa mọi người. Không có. Thấy tuần trước dậy sóng trên mạng về cái chuyện rap Việt im đồ thì tôi tưởng đi làm ca sĩ. Thực ra vậy mà. Đúng rồi. Ngọc Lan mọi người hiểu là Lan rất là thẳng thắn và cá tính. Lan thích cái gì Lan yêu cái gì Lan đều đã bảo vệ tới cùng. Và Lan là người mà giống như anh thích pin, em cũng thích pin, mà anh em mình đi quay phim cứ nói hát và pin, thì thật ra mình thích cái gì thì mình nói thôi, nhưng mà nhiều bạn lại fan hâm mộ của người khác thì lại khi Lan chia sẻ một câu gì đó thì lại vào, và nói chung là thôi các bạn yêu thích mà, ai cũng có quyền yêu thích, em cũng vậy đúng không? Cho nên anh nghĩ là em làm cái gì cũng được, miễn sao em cảm thấy hạnh phúc là anh với chị Phượng với khán giả lúc nào cũng đồng hành bên mình. Em nhớ là những cái phim đó lúc nào cũng có hai khán giả, bốn khán giả, hai đứa con nữa ủng hộ em. Sẵn nhắc đến cái việc mà MC á, thì cái chuyện mà bây giờ, hiện tại bây giờ thì quý vị còn gặp Ngọc Lan ở rất là nhiều chương trình truyền hình trong cái vai trò là MC, host của chương trình. Thì cái đó là cơ duyên là em rẽ đến nghề lại tiếp tục là nghề chọn em à? Hay là em lại tìm may đến với em nghề? Em thấy đó cũng là một cái điều may mắn với mình đó. Là có lẽ là nó đầu tiên là nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh của em hiện tại, đó là một bà mẹ bỉm sữa. Đó thì cho nên là lúc đó thì mọi người lại có cái nhã ý là để mời thử một cái bà mẹ bỉm sữa không có chuyên về MC để ngồi cái vị trí này coi nó như thế nào. Tại vì chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa thì chị cũng biết là đã thực hiện 2-3 năm trước rồi. Là cũng trải qua. Trước em là MC nào vậy? Dạ, đầu tiên là chị Thảo Hugo, sau đó là bạn Thanh Trần. Đó cũng là một hot face. Thì sau đó thì chắc là bạn Thanh Trần bị kẹt công việc, cũng may anh ơi, người ta bận. Vô số, người ta phải tới. Cho nên là mới tới em. May mắn đó. Dạ đúng rồi. Chọn mình đó. Đúng rồi. Cái thuận lợi trong nghệ thuật, các công thì việc. Cho nên là em được ngồi ở đó thì một hai số đầu thì cũng chưa quen việc lắm. Nhưng mà sau đó thì có cái sự hỗ trợ của chị Tô Nha ngồi kế bên, trời ơi chị quá hay rồi, tiến sĩ tâm lý mà. Cho nên là chị giỏi lắm, chị dẫn dắt mình theo được. Và từ đó thì mình em làm được những cái chương trình mà nó gần gũi, nó mang một cái tính chất gọi là gần gũi và cũng không cần quá nhiều kiến thức. Quan trọng là chia sẻ được. Em nghĩ chắc là do em nói nhiều quá anh. Với em thông minh nữa, anh thấy em rất là nhiều. Em nhảy, em nắm được tâm lý, tình cảm của khách mời thì em đi vào thôi. Chắc là cũng cái tính là hay nhiều chuyện. Mọi kể chuyện tâm sự với người khác. Hay không hết. Tôi nghĩ là cái trang không hết showbiz là do bà đẹp bắt lập ra đó mọi người. Có một cái trang gì tám showbiz không hết showbiz. Thật ra vui ha. Hôm nay thì anh với chị Phượng không nghĩ là em dám chia sẻ nhiều về nghề đó. Tại vì nhiều khi người ta giấu lại những cái bí quyết làm nghề. Nhưng mà em mở hết. Em khui hết, giống như là em khui từ đầu tiên cho tới mười mấy năm trời của em. Cảm ơn Lan rất là nhiều. Và anh không biết là khai thác gì thêm em nữa, tại vì em đã chia sẻ rất là nhiều về những cái ước mơ, những cái đam mê của em. Vậy tóm lại đi, với em, màu hạnh phúc của em khi em đến với show cho anh, em thích cái gì nhất? Em thấy em được chia sẻ. Tại vì ít có cái show nào mà cho mình có thời gian nhiều để mà mình chia sẻ hết. Cũng may là show này không giới hạn về thời lượng. Kênh nhà mình. Kênh nhà mình. Kênh của anh mình đúng không? Thêm một cái nữa thì đây rõ ràng là hai anh chị, đàn anh, đàn chị mà em đã từng được cộng tác và ngày xưa cũng học được từ anh chị rất là nhiều. Nói chung là cái con đường của em đi là toàn là học lớn người này một miếng, học lớn người kia một miếng. Cho nên là nó có cái, với anh chị thì có cái sự gần gũi. Nên là em cũng tạo cho em một cái sự cởi mở hơn, em dễ chia sẻ hơn. Đó. Với em màu hạnh phúc khi mà đến trong cái buổi talk show ngày hôm nay đó là được chia sẻ. Còn với HKP Entertainment cũng như là chương trình màu hạnh phúc á, thì hạnh phúc của chúng tôi là được
gặp gỡ, được đón tiếp những cái vị khách mời luôn luôn sẵn sàng cởi mở, chân thành và luôn luôn là sẵn sàng đem hết tất cả những cái tâm tư, tình cảm để cùng chung tay giúp đỡ đến những cái hoàn cảnh khó khăn mà Quỹ Màu Hạnh Phúc đang muốn hướng tới. Có nghe anh Phúc nói gì sơ sơ về cái quỹ của tụi chị chưa? Em có nghe nhưng mà là em nghe chữ được chữ mất. Cho nên là em với lại em cũng muốn là hôm nay anh Phúc sẽ nhắc nói lại và nhắc lại cho em với lại cho khán giả những có người nào chưa biết. Có nghĩa là khi mà bé Chip qua được mổ tim lần đầu tiên ở bệnh viện Nhi Đồng 2 thì anh thấy có rất nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn và các bé chỉ cần tiền thôi, tại vì tim là phải có tiền để mổ. Đúng rồi. Thì khi mà mùa dịch đợt 1, đợt 2 trải qua thì anh nghĩ ra một cái gì đó làm cho các bé và cho cái kênh của mình, tại vì kênh của anh lúc đầu tính làm phim nhưng em thấy phim bây giờ tình hình rất là khó khăn để xin tài trợ, cho nên anh chị Phượng làm liều và thử để mời các nghệ sĩ tới và chung tay để tụi anh có một cái quỹ nhỏ nhỏ. Thì thực ra thì anh nghĩ là chỉ nhỏ thôi chứ không có đóng góp nhiều như là anh Chi Bảo hoặc là những quỹ Hiểu Về Trái Tim của anh chị Ngô Thanh Vân và các thứ, thì thực ra được cộng đồng hưởng ứng rất là nhiều. Và khi mà gọi cho quản lý của Lan, thực ra Phúc đóng với Lan nhưng mà Lan phải có quản lý, thì quản lý Lan đồng ý ngay, chưa biết là show này như nào và biết là không có cát xê không mọi thứ thì ngay. Và Lan thì mọi người biết bây giờ đang rất là hot, phim Chó Bị Yêu Thương đang chiếu rồi, nhưng mà rất là nhiều cái dự án, những sự kiện, như Lan vẫn dành một chút ít thời gian cho ngày hôm nay với khán giả. Và mọi người thấy không, mới lên sóng là mời tới liền, là update mọi người liền. Cho nên là anh rất là vui và anh nghĩ rằng là không chỉ có Lan mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác khi mà tụi anh mời tới thì cũng dành chút ít thời gian giống như Lan á để chia sẻ, bởi vì anh nghĩ là nó sẽ lan tỏa và khi mình hạnh phúc, mình có được cái may mắn thì mình cũng truyền lại cho những người khác thì người ta cũng sẽ hạnh phúc giống như mình. Đúng rồi, bởi vì thật ra cái may mắn của tụi chị là bé có thể vượt qua, khỏe mạnh tới và bây giờ. Bé vượt qua được cũng như là bé giống như là gia đình mình có tạm đủ để cho bé vượt qua, nhưng ở bên cạnh đó thì những cái bé ở giường kế bên hoặc là khi mình bước vô đi tái khám cho con, rất là nhiều các bé nằm la liệt ở ngoài chờ đợi. Và vì thứ nhất là vì không đủ sức khỏe cũng như là không đủ kinh phí, không đủ tiền để được chữa bệnh, cho nên là mình cảm thấy như vậy, mình thấy rất là xót xa và mình nghĩ rằng là tất nhiên là một mình, bản thân mình thì không thể nào mình làm được nhiều. Nhưng mà nếu mà nhiều người cùng chung tay, cùng đóng góp và cùng giúp đỡ thì có thể là mình sẽ giúp được phần nào cho các bé bớt được càng ít bé kém may mắn như vậy thì càng tốt. Thật ra thì bản thân những người nghệ sĩ như tụi em, cái điều may mắn là tụi em có được một cái ít nhiều cái sự ảnh hưởng đến cộng đồng. Và tụi em có được cái sự gọi là lan tỏa đến với cộng đồng, thì hy vọng rằng là những người nghệ sĩ ngồi ở vị trí này, không phải là nghệ sĩ không đâu, mà tất cả những khách mời ngồi ở cái ghế này, nó sẽ có một cái sức ảnh hưởng nhất định và lan tỏa ra được cái thông điệp này, cái hành động này để mà mình kêu gọi nhiều hơn nữa. Và em rất là hy vọng rằng là sẽ có nhiều nhà đầu tư, tại vì một mình làm một cái cách đơn thuần như thế này thì nó cũng sẽ ok, cũng sẽ được thôi, nhưng mà nó sẽ không nhiều như là mình mong muốn. Đúng rồi, tại vì em biết là anh chị có rất là nhiều cái băn khoăn, nhiều cái mong muốn hơn nữa cho các bé khác nữa. Thì em hy vọng rằng là cái chương trình này sẽ càng ngày càng nhiều view nè. Nhiều view thì người ta sẽ biết đến nhiều hơn. Đúng rồi. Và trong đó sẽ có nhiều nhà đầu tư, họ sẽ chú ý đến và họ sẽ nghiên cứu về cái suy nghĩ của mình, về cái hành động của mình để mà họ sẽ đầu tư vào và cùng với mình giúp đỡ cho những bé khác. Cảm ơn Ngọc Lan rất là nhiều. Và bây giờ thì trước khi chia tay thì Màu Hạnh Phúc cũng có một cái món quà nho nhỏ. Như thường lệ anh vẫn nói là show của anh show nghèo, không có cách xe, cho nên là anh xin được những cái phần quà, những cái sản phẩm hạnh phúc mà tụi anh cũng đang sử dụng thì bên tặng lại cho khách mời. Chúc cho khách mời sẽ với em sẽ đắc show, sẽ tiếp tục thăng tiến cho con đường của mình nữa, yêu mẹ mình nhiều hơn, yêu con mình nhiều hơn, và sẽ có những cái vai diễn hay như là Hà trong Chói Buộc Yêu Thương. Mọi người ơi, 21:40, 2:34 hàng tuần trên VTV3. Trời, cái này là anh Hùng Phương sẽ trả tiền. Anh muốn đọc cái đó anh phải đọc khẩu lệnh giống như em. Xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem bộ phim Trói Buộc Yêu Thương được phát sóng vào lúc 21:40 trên kênh VTV3 vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần. Đang là tập 12, tuần sau sẽ là tập 13, 14, 15 đó mọi người. Em cũng không nghĩ là với một cái chương trình mà gọi là phi lợi nhuận như anh mà anh lại có thể có được rất là nhiều phần quà dành tặng cho khách mời. Chẳng những vậy mà còn có tiền nữa mọi người ơi. Nên là thôi, quà Lan xin phép Lan nhận, nhưng tiền thì em xin phép em được gửi lại cho quỹ của mình. Để mà có một chút gì đó đóng góp của em. Đây, em gửi thật cho các bé. Cảm ơn cô Lan nhất nhiều. Cô Ngọc Lan nói gì với các bé đi nào. Các con ơi, các con làm những chiến binh
Những chiến binh rất là dũng cảm và các con đã làm được rất là tốt. Và cô hy vọng rằng là chú Phúc và cô Phượng qua cô cùng, cùng với lại cái chương trình này sẽ một phần nào đó hả? Cái gì vậy? Quay phim té. Các con nghe, quay phim bị té. Nghe chú Lan nó té. Không, cô Lan, đứa đừng có lộn nha. Quay phim té nhưng mà đây vẫn là cô Lan mà chú Lan mấy đứa. Mình nó thích em lắm mà nó nghe em nói chú Lan nó chụp mình. Và hy vọng rằng là các con sẽ vượt qua được những cái sự đau đớn, những sự mệt mỏi mà các con đang phải gánh chịu. Và cũng hy vọng rằng là chương trình sẽ một phần nào đó giảm bớt gánh nặng cho các bậc phụ huynh. Và các bậc phụ huynh giữ sức khỏe để chăm lo cho các con. Dạ, quà của cô Lan nè, chú ôm hoài. Quà của chú Lan nè. Rất là nhiều quà luôn. Cảm ơn cô Lan ngày hôm nay đã đến với chương trình Màu Hạnh Phúc. Và cũng cảm ơn sự yêu thương của cô Lan dành cho các bé. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của Màu Hạnh Phúc, đó là 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên H2P Entertainment. Chào mọi người nhé, Hồng Phúc, Ngọc Lan và Quỳnh Phượng xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Hồng Phúc và thầy Công Ninh chắc phải cần thầy, tại vì là Phúc Ngọc thầy xin được chào tất cả khán giả đã đến với chương trình Màu Hạnh Phúc của kênh H2P Entertainment Official. Em chào thầy. Chào dạ. Phúc. Chào quý vị khán giả. Hôm nay á thầy biết không, lý ra là có gì vậy? Xin lỗi thầy không nói trễ, con quên. Chuyện này đâu có gì lạ với dạ. Tôi đâu. Không phải. Trong thời gian học đi trễ miết rồi, đúng không? Dạ đúng, không phải. Thiệt, sáng nay bị kẹt xe thiệt, chứ không phải là cố tình. Tại biết sao không, con dậy sớm lắm thầy mà. Tại vì cái người này nè qua đón con trễ, xong rồi khi mà đón tới phim trường á thì quẳng con ở ngoài đầu đường á, cho con mua bánh mì, con mua nước, rồi kêu lâu quá ổng vô trước á. Dạ. Dạ tại con đi trễ là do người này. Dạ. Vì chồng mà phải đi trễ hả? Dạ. Trời, có được chuyện đó luôn á, thiệt luôn á. Thầy tin học trò thầy luôn hả? Tin chứ. Thì có gì đâu không tin. Vợ vì chồng một chuyện bình thường. Nhưng mà có nghĩa là hồi đó đi học lại đi trễ hoài giống như vậy luôn hả thầy? Dạ đúng rồi thầy. Mà lý do luôn luôn đi trễ là do bạn là ai? Vì người khác. Dạ. Mà lúc đó thầy không phạt đi sao thầy? Lúc đó thầy có phạt không? Hay là thầy tha thứ bỏ qua? Trời, tôi không bao giờ tôi phạt học sinh đi trễ hết trơn á. Dạ. Chứ tôi chỉ sợ là học sinh phạt tôi đi trễ thôi. Không vậy giờ thầy cho đứng đi, thầy cho bà đứng xuống đi, cho nó cho bỏ ghét rồi thầy trả thù rồi hồi kia xưa. Không phải, hồi xưa đi trễ là có lý do. Tại vì là hả, biết là thầy không bao giờ đi sớm cho nên là luôn đi trễ. Bởi vì tôi mới sợ học sinh phạt tôi là vậy đó, cho nên không dám phạt đứa. Dễ sợ luôn á. Dạ, dạy con vô chỗ ngồi được chứ thầy. Mày ở đi. Cho đi về đi, cất luôn đi thầy. Đang hai thầy trò ta đang vô ngon lành cái tự nhiên. Chưa bao giờ làm MC mà thấy áp lực như vậy luôn á. Tại vì hả, mình đi ngồi phỏng vấn thầy mình nó sai sai thì sao á.